điều sàn hết rồi, sàn nào không có điều khăn hết trơn rồi, tự nhân đàn thôi chứ điều khăn. Ủa này nhóc cổ vô nè. Mấy con mé đâu có tổ đâu. Hello bà con nha. Tạm nhiên chào bà con nha. Đây đi bảo gì nhà chim ở bên trong nha bà con. Hình sao này con gì đâu lấy cái nào ta, này lấy cái nào vậy? Trời ơi đâu rồi. Cái tổ này tối thấy cái chim ngủ nè. Làm lên bự rồi nè. Vậy. Làm lên bự đó đó. Có phân gì là ngon chứ. Chim mà chứ. Không có phân cò gì đâu. Vậy này đều chứ. Nửa tổ quá. Trước cũng có ăn thích gì đâu. Ăn chưa ngủ là cũng có lý rồi. Phát triển mà chậm. Ngày xưa nó có 8 bổ mà bây giờ nó cũng đây chẳng mấy chục tổ rồi. Trước nhà này có sàn này có 8 tổ rồi. Không nghĩ ok. Cái shop nào mình lấy tổ mình mới gỡ ra thôi.
Đợt này quá thất bại rồi. Và còn cả ẩm tử. Ừ. 20 nữa. Đây còn cái em rồi. Giờ lan đều quá, lan đều hết. Bởi vì có thì chứ. Đầu chán được lấy tích ra đầu chán là được. Quẹt ngóc hết trơn kìa. Con kè là cứ gặp nó mắc tiêu luôn, cái gì mắc tiêu luôn, đâu có dính đâu đâu. Không có được rồi đó. Trời ơi, nó đi thì nó ở rồi. Bị động rồi nó ở. Lấy được lấy con lớn rồi không quế được rồi, bật nắng được rồi, mấy cái mé đâu có tổ đâu. Qua đây làm thấy không? Gỗ nào lấy chấm đít không có làm được không? Nhà phát triển im mà chứ phân đầy chứ nữa. Phát triển im mà chứ. Lần này chứ nhiều qua mấy phải không? Ba mấy tổ không? Điều sàn hết rồi, sàn nào không có điều khăn hết trơn rồi, tự nhân đàn thôi chứ. Điều khăn. Ủa này nhóc cổ vô nè. Cái phao gà này hư hay đâu rớt ta? Cái phao gà đó. Điều chơi sàn, điều chơi sàn không điều điều phân hết rồi. Trước mình nhúm mùa này vô là chim không có chim cò chứ đi ăn hết mà thứ không có đâu đói đi ăn hết rồi. Cứng. Còn cái tổ nào mà nó có phân rỗng đen đen này kia, còn chán trắng tư đừng lấy, tư nó mới làm. Cái tổ nào nó chán trắng tư á, chán là trắng tư á đừng lấy. Ba đừng lấy mẹ không đi. Mới ở đây đây. Mấy cái này mỗi lần lấy chẳng ai không rồi bắt chẳng ai không vậy lúc khắc ra bắt chẳng ai lấy mấy cái này là giết cả cái dây cái dao cả à cái dao rồi ha
này hả? Nó lấy được vít được chưa? Đấy à? Dặn dặn xong rồi. Điều hết trơn, phân điều hết trơn rồi đó, xuống dưới trơn điều hết rồi. Chim hay chậm thôi chứ, mùa chim hay chậm thôi chứ. Nhà này từ phát triển rồi. Điều hết rồi. Máy xước nữa. Làm sửa lại điều hết trơn. Dặn nó được. Dặn được không? Dặn tay chứ. Kêu nó nhỏ lên. Phòng này nó sáng quá, nó dở vô trong hết trơn luôn. Quá trời phòng. Vậy á. Hả? Vậy là đi trong đó. Ừ. Quá trời gì dữ gì. Gió thổi quá tối lắm không làm nữa nghe không. Rồi con, hẹn bà con clip sau nha. Rồi bye bye, xin chào bà con.